bạn sẽ sống tốt hơn, tự tin, yêu đời hơn khi đọc những câu nói này mỗi ngày. Mời các bạn cùng xem nhé! Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn biết đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến hai từ, cố gắng. Tha thứ là cách tốt nhất để cân bằng cuộc sống hiện tại. Khi bạn học được cách tha thứ và bỏ qua những gì thuộc về quá khứ, bạn sẽ nhận ra một điều. Những gì bạn cần làm là chuyển mối quan hệ này sang một người khác thích hợp hơn. Bạn đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ với bạn. Hãy kính trọng những sự đố kỵ đó, vì những người ấy chính là những người nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ. Hạnh phúc lớn nhất đơn giản chỉ là thời khắc hiện tại. Bạn thực sự hài lòng với những gì bạn đang có. Dù vất vả, khó khăn, nhưng ta biết trân trọng và yêu thương thì nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta. Chẳng có một người bạn nào có thể hơn sức khỏe, cũng chẳng có kẻ địch nào đáng sợ hơn bệnh tật. Thay vì đau khổ, gặm nhấm nỗi đau do bệnh tật gây ra, hãy đứng dậy vận động để cuộc đời thêm nhiều màu sắc. Có gì cũng được trừ có bệnh tật, không có gì cũng được, trừ không có tiền, thiếu gì cũng được, trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì. Có ba thứ cần lãng quên tuổi tác, lãng quên quá khứ và lãng quên ân oán. Có sáu thứ không nên, không nên đói mới ăn, không nên khát mới uống, không nên buồn ngủ mới ngủ, không nên mệt mới nghỉ, không nên bệnh mới đi khám, không nên già rồi mới hối hận. Thành công không phải đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước. Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi tại sao lại là tôi, mà hãy nói rằng cứ thử tôi đi.